Xin chào quý khán giả của chương trình Tôi Hỏi Sao Trả Lời trên kênh truyền hình SCTV 14. Và ngày hôm nay, Chí Thiện sẽ quay trở lại với anh chàng diễn viên Hà Kim để có thể hiểu hơn về anh chàng này và có thể chia sẻ nhiều hơn về bộ phim Mẹ Hổ Dạy Con Dâu. Xin chào Hà Kim. Xin chào Chí Thiện và xin chào chương trình Tôi Hỏi Sao Trả Lời. Anh đã tham gia rất nhiều bộ phim như là Đặc Vụ Macau và series phim truyền hình dài nhiều tập, đó là Hồ Sơ Lửa. Ngoài công việc diễn viên ra thì Thiện còn biết được rằng là Hà Kim còn có tham gia là người mẫu nữa. Đúng. Có thể chia sẻ về công việc này của mình. Thật sự là chia sẻ với khán giả là trước khi vào phim á, thì Kim xuất phát từ một người mẫu. Thì khi mà học năm 2 của đại học thì trước đó thì Kim chỉ có 50 mấy ký thôi. Cho đến bây giờ Kim không biết là cái nguyên nhân gì hay là một cái cơ hội gì hoặc một cái lý do gì mà Kim tham gia cái nghề này. Thì hồi đó có 52 ký, thì sau cái kỳ nghỉ hè thì Kim lên được 12 ký. Tại sao lên được 12 ký cho một kỳ nghỉ hè? Mình tập tạ. Khi mà Kim tập tạ xong á, có thân hình ok một chút, Kim nghĩ mình coi trên tivi á, mình thấy những người mẫu diễn mình cũng thích như vậy. Sau đó thì mình gọi 108. Đơn giản là mình chỉ gọi 108 thôi. 108 hả? Có trường hợp đó nữa hả? Có. 108 mình làm cái gì? Mình hỏi hả? Rồi sau đó Kim mới hỏi 108 là: chị ơi, cho em hỏi là ở Sài Gòn này có công ty đào tạo người mẫu nào không? Thì tất nhiên 108 chỉ biết mỗi công ty BL thôi. Và sau đó thì Kim tới BL học. Vậy thì đây là một cái con đường đến với người mẫu mà Thiện nghe nhanh. Mà lạ nhất và nó có thể nói là đặc biệt nhất. Gọi 108. Nếu quý vị muốn làm người mẫu thì hãy gọi 108. Khi mà đến với công việc người mẫu rồi thì lại là mình chuyển qua làm diễn viên, thì đâu là cơ duyên mình đến với diễn viên? Nếu mà nói tham gia vào diễn viên thì đây là một câu chuyện khá là buồn. Thì khi mà Kim làm mẫu thì trước đó Kim đã được mời tham gia phim rồi, nhưng mà lúc đó trong đầu mình không có một sự hình dung là mình sẽ tham gia nghề một cách nghiêm túc. Thì sau đó thì gia đình lại không thích mình đi theo con đường này, bắt mình đi học tiếp cái bằng đại học kiến trúc. Rồi sau đó Kim cũng đi làm một thời gian rất là ngắn, nhưng mà sau đó thì ba mất. Cái đó giống như là cái bước ngoặt trong cuộc đời. Và cái gia đình thì lúc đó thì khi ba mất thì gia đình quá khổ. Sau đó thì mình thấy được một điều là mình tiếp tục làm với cái công việc đó, với cái lương tháng đó, mình sẽ không thể nào mà lo được một cái gia đình của mình. Khá là đông, trong lúc đó thì em gái cũng mới ra trường, rồi mẹ mình thì vẫn ở nhà thôi. Thì lúc đó thì thật sự thì phim trong thời điểm đó tới với Kim giống như là một cái phao giúp cho mình có thể cải thiện được cuộc sống trong gia đình. Và thứ hai, đó thật sự là cái niềm đam mê của mình nữa. Tất cả là cơ duyên thôi. Anh Hai, có chuyện gì mà anh Hai ngồi đây uống rượu có một mình vậy? Anh Hai kể em nghe đi. Con người nói chết còn sướng hơn sống nữa. Trời, anh Hai, anh nói cái gì kỳ vậy? Cái gì mà sống chết ở đây? Sao, có chuyện gì nói cho em nghe đi. Phương chia tay với anh rồi, mà Phương đi đâu anh tìm cũng không thấy. Phương đi đâu anh cũng không biết. Sao lại có chuyện như vậy được? Anh không biết. Nhưng mà hồi nào giờ em cứ tưởng anh và anh Phương vẫn luôn yêu nhau chứ. Anh cũng không biết tại sao. Anh không biết. Thầy thì nghĩ đó là một cái gọi là cái nghề chọn mình đó. Và khi mà một người đàn ông nghĩ đến những trách nhiệm ở xung quanh mình là Kim phải là người đứng ra gánh. Và đó là một cái cơ duyên để có thể đến với diễn viên. Kim thì Thiện cũng biết là có một cậu nhóc hot boy nhỏ. Cái thời gian mà chơi với cậu nhóc thì lúc nào? Nhưng mà Kim muốn hỏi là tại sao Thiện lại biết? Ủa thì là biên tập đưa cho tôi thông tin là tôi biết ạ. Thì ra là biên tập. Thật ra đó là một câu chuyện mà Thiện nghĩ cũng rất là hay. Khi mà cái cậu nhỏ như thế nào, năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Tấm tiện đây thì Kim cũng chia sẻ cho mọi người biết là Kim có một cậu nhóc năm nay chuẩn bị là 6 tuổi, sắp vào lớp 1. Thật sự là cậu nhóc này rất là nghịch ngợm. Và đó là tất cả, gần như là tất cả cái tài sản mà Kim có được. Cái thời gian của diễn viên thì chắc là mình sẽ dậy từ rất sớm và về thì lại về rất trễ. Và để có thể có thời gian thì chắc là chỉ có những khoảng thời gian rảnh rỗi khi không đóng phim thì mình lại dành nhiều thời gian cho con hơn. Chính xác. Và nhiều khi là Kim phải nhắn với đoàn phim là: anh ơi, ngày này là em kẹt rồi, em kẹt show rồi đó. Thật sự đó là xô dắt con mình đi chơi thôi. Thôi đừng có nói ở đây, nói vậy thì đạo diễn đừng có nói. Nói về đạo diễn mai mốt mình muốn về chơi với con không có được đâu. Không, không hề. Trong phim này là Kim nhớ là Kim đã từng xin anh Nhâm Minh Hiền là hôm đó là có kẹt quay vào buổi chiều hay sao á.
Thì Kim dính một phân đoạn vào buổi tối. Kim có xin, anh Hiền ơi, chắc anh có con thì anh cũng biết. Đánh đúng tâm lý của đạo diễn. Đạo diễn cũng có con. Anh Hiền rất là thương con, mà anh Hiền có một đứa con trai cũng bằng tuổi con của Kim nữa. Em nói, anh cũng có con đúng không? Bây giờ á, là em đang tổ chức sinh nhật cho con em. Mà giờ lỡ có một phân đoạn một buổi tối, anh có thể du di với em được không? Quá lợi hại. Anh Hiền không hề nói một câu nào hết. Anh Hiền nói, ok Kim. Ừ, vậy đó là rất là may mắn khi Kim gặp một đạo diễn tâm lý như vậy. Và hên là anh ấy có một người con trai nữa. Và thật ra cái gì Kim nói nhiều về cái vai diễn mà mình đã được nhận rồi. Và thì muốn nghe Kim nói về cái vai diễn mà mình muốn nhận. Kim muốn là một cái nhân vật mà mình sẽ thể hiện sẽ như thế nào trong tương lai? À, thực chất ra thì lúc mà tham gia phim trong 2 năm trở lại đây, khi mà tham gia phim đúng nghĩa thì Kim rất thích có một vai diễn liên quan đến một người cha. Kim tự nghĩ kịch bản cho mình thôi. Có nhiều khi mình nằm đúng nghĩ, rồi, tự nghĩ kịch bản. Mình thích cái vai diễn mình là người cha trẻ, có một đứa con trai. Rồi sau đó người không vợ có mời mình... con trai mình đóng luôn không? Không, không đóng được. Tại con trai cũng lớn này, đứa con trai nhỏ thôi. Có thể con trai lúc có thể mới đẻ hoặc là mới tập đi thôi hay gì đó, xong bị người vợ hắt hủi bỏ. Xong cảnh gà trống nuôi con, rồi gia đình không có tiền, rồi phải lam lũ ở ngoài đời. Có thể là nhặt rác hoặc là làm những cái thứ gì đó, hoặc là những công việc tận đáy cùng của xã hội để nuôi đứa con này. Rồi tất nhiên là muốn một cái kết có hậu. Và chưa gì hết là thiện duyên hỏi về cái một nhân vật, một tính cách như thế nào. Nhưng mà anh ấy đã nghĩ ra nguyên một cái kịch bản luôn. Nghĩ một cái đường dây luôn. Và thiện nghĩ là nên Kim nên thử viết kịch bản đi, gửi cho một công ty sản xuất phim nào đó. Và chắc chắn có thể là nhận lại được. Nhưng mà Kim nghĩ là chắc là không được đâu. Tại vì hồi xưa mà đi học văn có 5 điểm mà. Mình cũng hy vọng là Kim sẽ có một cái vai diễn hay như vậy. Và một cái vai diễn phù hợp với Kim. Và mong rằng Kim cũng như gia đình sẽ ngày càng hạnh phúc và ngày càng khỏe mạnh hơn nữa, công việc sẽ ngày càng thuận lợi. Và rất vui khi ngày hôm nay Hà Kim đã dành thời gian đến với chương trình Tôi Hỏi Sao Trả Lời. Cảm ơn Hà Kim rất nhiều. Cảm ơn. Xin chào MC Trí Thiện và xin chào tất cả khán giả đang xem chương trình Tôi Hỏi và Sao Trả Lời. Và quý vị đừng quên hãy nhớ đón xem bộ phim Mẹ Hỏi Dạy Con Dâu được phát sóng vào lúc 20:45 trên kênh truyền hình SCTV 14 nhé. Còn bây giờ Trí Thiện và Hà Kim xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.